Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu uh, tiếp theo phần sinh lý hệ nội tiết liên quan đến vùng tuyến thượng thận Và chủ đề của video ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau nói về cái phần gói loạn glucocorticoid Thì trước khi mình nói các gói loạn liên quan đến glucocorticoid thì mình sẽ tìm hiểu cái phần sinh lý nền cơ bản liên quan đến cái chủ đề này Đó là kiểm soát tiết ACTH và quá trình bài tiết cortisol um, Đầu tiên là nói về cái ACTH trước thì Tại vùng hypothalamus hay là vùng hạ đồi nó sẽ tiết ra một cái hormone đó là CRH là corticotropin releasing hormone. Thì corticotropin releasing hormone này sẽ đi đến thì trước tiếng yên kích thích lên các tế bào là corticotrop làm tiết ra pro opio thì từ cái pro melanocotin này nó sẽ chuyển hóa thành hai cái chất đó là ACTH và beta-lipotropin. Thì cái beta-lipotropin này á nó có thể chuyển hóa thành hai chất hoặc là nó chứa hai cái chất đó là beta MSH. À beta MSH là melanocyte stimulating hormone. Đó là beta MSH ha. Và endorphin. endorphin là liên quan đến cảm giác đau, cảm giác hưng phấn và endorphin này là một chất rất là quan trọng trong cái phần nếu mà mình muốn tìm hiểu phần heroin đó. Bởi vì endorphin cái, cái heroin nó khi mà nó vào cơ thể mình nó sẽ chuyển hóa thành mọc phin và mọc phin thì nó có những cái vị trí thụ thể y như endorphin tác động và khi mình sử dụng heroin thì cái endorphin này nó sẽ endorphin tự nhiên trong cơ thể của mình nó sẽ tự động tiết rất là à, cái một lượng rất là giảm ha và khi giảm endorphin thì mình sẽ không có còn cảm giác hưng phấn cảm giác sung sướng mà nó sẽ rơi vào cảm giác trầm cảm à, trì trệ nói chung là những cái cảm giác mà đi xuống hết thì lúc đó người ta sẽ có nhu cầu sử dụng heroin nữa thì đó là cái cái quá trình tác động và sinh ra cái hiện tượng nghiện ở heroin. Rồi, à, trở lại chủ đề này. Thì đối với beta lipotropin à, nó chuyển thành beta MSH và cái cái nhánh ACTH là ACTH sẽ tác động lên cái vùng vỏ tuyến thượng thận. Ad là phía trên hay adrenal là tuyến thượng thận nè, cortex là vỏ. À, để sinh ra một cái chất đó là cortison Và chính cortison này nó sẽ quay ngược lại nó ức chế đây là quá trình negative negative feedback nè. À, nó ức chế cái vùng anterior pituitary và ức chế luôn vùng hypothalamus và ức chế tiết ra crh và ức chế tiết ra à, pro melanocortin ha à, đó đó là cái cái vòng lập điều hòa trước rồi sau đó mình xem cái yếu tố kích thích tiết ra crh là gì thì trong sinh lý tự nhiên của mình nó sẽ có hai yếu tố kích thích tiết ra crh yếu tố thứ nhất là early morning tức là buổi sáng mình thức dậy à, buổi sáng mình thức dậy thì nó sẽ kích thích tiết CRH là cái đầu tiên vậy thì quá trình mà buổi sáng thức dậy kích thích tiết ra CRH nó sẽ liên quan đến cái vấn đề đó là hormone này nó sẽ tiết và có đỉnh tức là tiết khác nhau trong một ngày à, cái yếu tố thứ hai đó là stress ha cái quá trình những cái đáp ứng stress giống là một thi hoặc là căng thẳng tâm lý thì nó cũng ảnh hưởng đến cái hormone CRH này này thì à, do cái yếu tố kích thích là early morning chứng tỏ là CRH này nó sẽ tiết ra với một lượng khác nhau trong ngày thì mình quan sát cái nhịp sinh học ha đây là từ 22 giờ tối nè 22 giờ tối là cái lượng CRH này đang ở mức rất là thấp là lúc đó mình đang đi ngủ <laughs> rồi sau đến 8 giờ, 6 đến 8 giờ nè tức là nó đạt đỉnh sau 6 đến 8 giờ sau ngủ khoảng 5 giờ sáng nha là cortisol là cái CRH này nó đạt đỉnh và bắt đầu nó giảm từ 5 giờ sáng mình nó giảm và dần dần đến khoảng 7 giờ tối 7 giờ tối là cái khoảng thời gian mà CRH nó ở mức rất thấp, rất rất là thấp vào buổi tối ha. Rồi thì cái CRH nè tác động lên thì trước tiếng yên làm sinh ra ACTH đúng không? Thì cái này là mình bỏ qua cái mình bỏ lược cái bước cái nhánh beta lipotropin này. Mình cứ cho là giả dạ bộ thì trước tiếng yên nó chỉ tiết ra ACTH thôi. Thì ACTH nó tác động lên vùng vỏ tiếng thượng thận để sinh ra cortisol. vậy thì cortisol nó có những cái tác động như thế nào? Thì cortisol là một cái chất có rất nhiều tác động ha nó có rất nhiều tác động, thì ở đây mình đề cập đến những cái tác động gọi là tác động đa phần là chủ yếu á, chủ yếu thì nó tác động lên cái phần nguồn năng lượng trong cơ thể của mình, ví dụ như là protein lipid, à, thứ hai đó là à, đường, ừ. mình tác động hai yếu tố đó thôi. Về lipid thì nó giúp làm phân giải lipid thành các axit béo tự do, và đối với đường á thì nó sẽ có hai cơ chế tác động, cái cơ chế đầu tiên là nó tác động trực tiếp làm tăng quá trình tổng hợp đường này. tăng quá trình tổng hợp phân tử đường cái thứ hai là nó tác động gián tiếp thông qua glucagon và glucagon này nó kích thích cái quá trình ly giải đường tức là um, một cái là tác động trực tiếp vào quá trình tổng hợp tổng hợp glucose một cái là tác động lên glycogen để uh, chuyển thành glucose đó là hai cái cơ chế tác động khác nhau ha um, hay người ta gọi là gì gluconeogenesis là quá trình tổng hợp đường nè hoặc là glycogen lysis là quá trình ly giải glycogen đó là hai cái tác động một cái tác động là cortisol tác động trực tiếp một cái là tác động gián tiếp thông qua uh, glucagon nhờ cái hormone cho phép đó. rồi à, vậy thì à, có một vấn đề đặt ra đó là tiết quá nhiều ACTH gây đen da tại vì cái này nó quan trọng trong cái phần mà phân biệt uh, u lạc chỗ với lại u uh, tại vùng tuyến yên á <laughs> thì uh, thực tế trong cái ACTH này nó có chứa một cái trình tự hormone melanocyte uh, stimulating hormone hay là alpha alpha MSH thì hoạt động của beta MSH trong beta lidotropin đó là hai cái hai cái đều liên quan đến MSH mà dù là alpha hay là beta thì có một nếu mà với một lượng lớn ACTH thì nó có thể gây ra đen già đây đây là những chất bắt màu ha rồi bây giờ mình đi vào cái um, cái gói loạn tức là nội dung chính của video ngày hôm nay liên quan đến gói loạn glucocorticoid thì mình phân biệt hai cái định nghĩa hai định nghĩa này mình cũng đã làm rõ trong các video clip trước rồi đó là hội chứng kết sinh và bệnh lý kết sinh thì hội chứng kết sinh á là một cái gói loạn nguyên phát khi mình nói hội chứng kết sinh tức là mình nghĩ đến cái gói loạn này ngay vùng tuyến thượng thận ha là có một cái khối u vùng tuyến thượng thận nè thì khi có khối u vùng tuyến thượng thận thì nó làm tăng một lượng lớn cortisol và cortisol này quay lại ức chế cái vùng thì trước thì trước tuyến yên nè làm giảm tiết ACTH như vậy đối với trường hợp mà gói loạn nguyên phát á, thì cortisol tăng nhưng mà ACTH thì giảm ha còn gói loạn thứ phát là bệnh kết sinh thì bệnh kết sinh lại chia thành hai nhóm đó là bệnh tại vùng hypothalamus hoặc là bệnh tại vùng những cái khối u lạc chỗ thì ở đây mình lấy ví dụ như là bệnh ở cái vùng hypothalamus chẳng hạn thì nó sản sinh ra ACTH nè làm tăng tiết cortisone như vậy thì vừa tăng cortisone vừa tăng ACTH đó là sự khác biệt của hội chứng có sinh và bệnh có sinh vậy thì làm thế nào để mình phân biệt cái này dựa trên các xét nghiệm ở đây mình sẽ đi tìm hiểu các xét nghiệm và phần tổng kết về các xét nghiệm này mình sẽ cho chỉ định xét nghiệm như thế nào rồi về xét nghiệm tìm nguyên nhân của cường cortisone tức là khi một người nào đó mình mình muốn làm các xét nghiệm thì đầu tiên mình phải xác định người ta có cường cortisol hay không, tức là có tăng nồng độ cortisol hay không thì mình sẽ đo nồng độ cortisol ngẫu nhiên. À, cái nồng độ cortisol ngẫu nhiên thì không dùng để chẩn đoán, mình sẽ dùng hai cái phép đo. À cái phép đo đầu tiên để mình test coi là có cường cortisol hay không đó là mình test cortisol nước tiểu 24 giờ. À cortisol nước tiểu 24 giờ để xác nhận coi có cường cortisol hay không. Sau đó mình đo ACTH. Tuy nhiên ở đây trước khi mình đi tìm hiểu cái vòng lặp đó thì mình sẽ coi các xét nghiệm trước cái xét nghiệm đầu tiên là 1 mg overnight là xuyên đêm ha. 24 giờ. Dexamethasone đây là một cái chất ức chế. Thì khi mà mình test cái mình dùng dexamethasone này á, nếu mà cortisol mà nó giảm, cortisol mà nó theo bình thường thì cortisol nó sẽ bị giảm bởi vì dexamethasone là một cái chất ức chế ha. Ức à, chế tiết ra ACTH. Rồi, vậy thì nếu mà cortisol nó giảm thì chứng tỏ đây là bình thường. Còn nếu cortisol không giảm thì bắt đầu mình làm tiếp xét nghiệm. Mình không có khẳng định điều gì nha. Rồi, mình tiếp tục. Ở đây có thêm một cái xét nghiệm là gì? Liều cao desamethasone để mình phân biệt U tại vùng tiếng Yên hay là một cái U tiết ACTH lạc chỗ và U tiến thượng thận. Thì đối với trường hợp mình dùng liều cao desamethasone thì cái desamethasone này đó, nó chỉ ức chế tiết ACTH tại vùng tiếng Yên thôi còn nếu mà tiết ACTH là chỗ thì nó không ức chế được và nếu mà u tuyến thượng thận thì nó cũng không có ức chế tiết cortisol được à, rồi giờ mình đi vô cái hình để mình tìm hiểu rõ nè giả sử trường hợp mà u tuyến yên thì cái lượng ACTH trên này nó sẽ bị ức chế bởi cái dexamethasone liều cao đó thì nó sẽ làm giảm cái cortisol này lại còn nếu trường hợp mà u là chỗ ví dụ như là ung thư phổi tế bào nhỏ hoặc là một cái u tuyến thượng thận đi thì nó tác động lên tuyến yên thì nó đâu mắc mới gì tác động lên các vị trí khác đâu nên có thể ACTH nè tại vùng tuyến yên nó giảm nhưng mà ACTH tại các vùng khối u lạc chỗ đâu có giảm nó vẫn tăng và nó vẫn tăng tiết cortisol ừ. hoặc là cortisol ở vùng tuyến thượng thận thì nó liên quan gì tới desamethasone nó vẫn tiết ra bình thường à, cái xung này nó vẫn có thể tiết ra bình thường và cortisol thì nó không có bị đàn áp không bị giảm cortisol cũng không giảm do ACTH lạc chỗ này nó vẫn không tiết ra vậy thì chỉ có cái phần thằng u tuyến yên thì nó mới bị giảm trong trường hợp là liều cao dexamethasone thôi còn u là chỗ hoặc là u tuyến thượng thận thì nó không có bị giảm ha này thì à, mình quay trở lại nè bây giờ làm thế nào để mình xác nhận mình cho các xét nghiệm để mình xác nhận được cái nguyên nhân tăng cortisol thì cái đầu tiên mình làm đó là mình phải xác nhận được bệnh nhân này có cường cortisol hay không là mình mình dùng cái gì 24 giờ cortisol 24 giờ ha rồi sau đó mình đo ACTH nếu mà trong hội chứng kết sinh á thì ACTH này nó giảm do cái phần này là do tăng tiết cortisol ở vùng tuyến thượng thận mà còn nếu đối với bệnh lý kết sinh bệnh lý kết sinh tức là khối u này ở vùng tuyến yên hoặc là cái u lạc chỗ thì nồng độ cortisol nó nó tăng hoặc là nó có thể bình thường ha nó không có bị ức chế rồi vậy thì ở đây mình tóm gọn ba bước nè bước đầu tiên để xác nhận bệnh nhân có cường cortisol hay không mình đo 24 giờ cortisol nước tiểu 24 giờ cái thứ hai, sau khi mà mình đã đo cortisol nước tiểu 24 giờ rồi để tìm nguyên nhân thì mình coi ACTH. Nếu ACTH mà giảm thì mình kết luận đó là hội chứng Cushing. Còn nếu ACTH bình thường hoặc là tăng thì mình chỉ định thêm xét nghiệm dexamethasone liều cao. Nếu đối với trường hợp dexamethasone liều cao mà cortisol giảm thì chứng tỏ cái khối u này tại vùng tuyến yên. Còn nếu cortisol mà không giảm thì chứng tỏ đây là một cái khối u lạc chỗ ha. Và thường nó sẽ là ung thư phổi tế bào nhỏ ha rồi ok đó là tổng quan về cái phần um, sinh lý liên quan đến glucocorticoid thì mình hy vọng mọi người uh, thích cái video, nào. video này thật ra là um, đối với bản thân mình khi làm video này uh, cũng ngộ ra khá là nhiều cái ha um, để uh, áp dụng những phần nội tiết rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau